Lực lượng hải quân của lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện một chiến dịch nhằm vào tàu Pinocchio của Mỹ ở Biển Đỏ bằng một số tên lửa hải quân tích hợp và đòn tấn công đã chính xác. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 12 tháng 3, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công tàu Pinocchio của Mỹ ở Biển Đỏ. Ông Yahya Sari cho biết trong bài phát biểu rằng nhóm này sẽ tăng cường hoạt động nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza. Theo cơ sở dữ liệu công cộng do ECOWAS và Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO của Liên Hiệp Quốc điều hành, Pinocchio là một tàu container mang cờ Liberia thuộc sở hữu của công ty Omar Flying đăng ký tại Singapore. Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công tàu thương mại vào tháng 11 năm 2023 sau khi Israel mở chiến dịch quân sự chống lại Hamas ở dải Gaza. Bất chấp sự trả đũa của Liên minh Mỹ-Anh và các lực lượng hải quân khác, lực lượng Houthi vẫn tăng cường chiến dịch tấn công các tàu thương mại tại một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới. Người phát ngôn cho biết Houthi sẽ tăng cường hoạt động quân sự trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo để thể hiện tinh thần đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza. Các cuộc tấn công ở Biển Đỏ của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các hãng tàu phải chuyển sang tuyến đường dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam Châu Phi, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến Hamas-Israel có thể sẽ lan rộng và gây bất ổn cho khu vực Trung Đông rộng lớn hơn. Hôm 11 tháng 3, các cuộc không kích do Liên minh Mỹ-Anh thực hiện đã tấn công các thành phố cảng và thị trấn nhỏ ở phía tây Yemen, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 14 người bị thương khi đang bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại, theo thông tin phát ngôn của chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen nói với Reuters. Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen và coi lực lượng dân quân này là một nhóm khủng bố. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.